Thưa bác, theo như cháu được biết thì là người tu hành thì họ rất là hay ăn chay. Có thể nói là ăn ăn chay là cơ bản. Thế thì bác là một người tại gia. Thế nhưng mà tại sao để bác cũng lại ăn chay và cái nguyên nhân nào đã đưa bác đến cái việc là bác quyết định ăn chay ạ? Vâng, cảm ơn cô vì cũng nhân câu hỏi cũng xin thưa quý bác. Nếu mà nói đến nguyên nhân ăn chay thì trước hết á, là vì quá trình tôi đi theo vào đạo Phật, tôi đã tìm hiểu những cái đặc lạc của ăn chay. Tức là ít nhất cũng giúp cho con người mình nó giảm cái nóng nảy, giảm chứ không phải ngay một lúc mà biến đổi thành từ nóng nảy thành hiền thiện ngay được đâu. Nhưng ít nhất là giúp cho mình giảm đi tính nóng nảy và hiền hòa hơn một chút, cũng như tôi đã ví dụ là những động vật ăn thịt bao giờ cũng dữ dằn hơn các động vật ăn chay. Đó là lý do. Và được nghe nhiều quý thầy giảng về loại lạc của ăn chay, cho nên khi còn tại gia tôi đã có ý định ăn chay, nhưng mà ý định thôi chứ chưa ăn. Nhưng hôm đó có một sự việc, khi tôi dọn đến một căn nhà mới thì gia đình tôi mới làm cơm để mời vị sư cùng mấy vị Phật tử đến làm lễ cho chúng tôi. Không ngờ bà vợ tôi làm quá nhiều thức ăn chay còn thừa này, ê chề tất cả. Thì tôi mới bảo vợ tôi rằng vậy thì tống hết vào tủ đá, rồi tôi ăn dần. Thế rồi cứ như vậy, ngày thứ nhất tôi ăn tôi thấy không có vấn đề gì hết. Thế rồi ngày thứ hai tôi ăn tôi cũng thấy vấn đề gì hết. Tôi ăn có lẽ phải đến 5-6 ngày mới hết cái đám đó. Và sau đó tôi chả thấy cái gì khác cả hết, vẫn ngon lành không có gì hết. Tôi bảo vợ tôi rằng vậy thì từ nay nấu cơm chay cho tôi ăn. Và rồi nó như vậy, trong khi con cái vợ con tôi vẫn ăn mặn bình thường, ngồi cùng chung một mâm, ngồi cùng chung một mâm, tất cả gia đình ăn mặn, còn tôi một một cái đĩa thức ăn của tôi ăn chay. Chả có vấn đề thắc mắc, nó rất tự nhiên như không, nó không có một cái gì phân vân rằng ăn chay hay ăn mặn, ồ thèm quá không dám ăn, nó kìm lòng mình, không có cái gì hết cả. Tại sao tôi có được cái vậy? Bởi vì tôi đã nhận thức được ăn chay nó lợi lạc, nhận thức một cách rất rõ ràng ăn chay nó lợi lạc. Chính vì thế tôi ăn một cách rất dễ dàng. Còn nhiều người than phiền với tôi rằng ăn chay khó lắm, ăn nó nhạt miệng lắm, ăn nó mau đói lắm. Bởi vì tư tưởng quý vị hãy còn dập dình giữa chay và mặn, và luôn luôn nghĩ rằng ăn mặn nó đậm đà hơn, nó thơm ngon hơn, nó mùi vị hơn, thành ra không quyết được thôi. Còn một khi quý vị xác nhận được một cách thật rõ ràng ăn chay lợi lạc thì tự nhiên tự mình sẽ nói với mình rằng ăn chay có lợi, thì quý vị ăn chay một cách rất dễ dàng. Đó, đó thì là lý do, là nguyên nhân tôi đến ăn chay. Và mặc dù sao đi nữa cũng phải có một chút nghị lực. Tức là quả tình thật, ngày đầu tôi ăn chay như vậy thì thấy miệng nó hơi nhạt nhạt miệng và nó mau đói, có như vậy. Thì tôi có một vài ngày tôi uống thêm sữa, sữa đậu nành, sữa bò tươi. Đó. Nhưng trong vòng một tuần sau thì tôi cũng không uống sữa nữa, và tất cứ cái gì mà động chạm đến súc vật là tôi không động chạm tới, như trứng gà với sữa hay các cái gì mà động chạm tôi không ăn, không bao giờ uống. Mà thậm nhiên tự nhiên cả tự động vậy, cả các nước soda có ga tôi cũng không bao giờ động chạm tới, chỉ uống nước trắng thôi. Mà khi ăn chay thì tôi cũng chỉ chấm muối với chanh thôi, nước muối hòa với chanh để chấm các đồ ăn mà thích chất thích ăn mặn, chứ tôi không cần magie, xì dầu hay là đồ ăn chay xào nấu theo kiểu giống thịt gà, giống thịt cớm con cá. Tôi không bao giờ đụng đũa vào những chuyện đó, bởi vì đã xác định chay là chay, là chỉ có rau tươi thôi, không có xào nấu ngâm tẩm loang hoàng gì. Thì đó là xin thưa với cô, năm nay cùng tất cả.